nữa chữ cũng thầy. Bây giờ Kim Cương cùng với thầy nghệ sĩ Tú Lê Tứ gửi đến quý vị với lớp chữ đầu được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa, sáng tác của Yên Lam. Xin mọi người cùng lắng nghe. Tâm hồn đang nồng nực phía loạn tầm.
Rồi